Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, xuất khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam tháng 11 năm 2021 đạt trên 543 triệu đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu mực bạch tuộc tháng 12 năm 2021 ước đạt trên 60 triệu đô la Mỹ, tăng 10%. Theo đó, cả năm 2021, xuất khẩu đạt khoảng trên 600 triệu đô la Mỹ, tăng 7% so với năm 2020. Top 10 thị trường đơn lẻ nhập khẩu nhiều nhất mực bạch tuột của Việt Nam lần lượt là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Hồng Kông, Italy, Mỹ, Malaysia, Đài Loan, Australia và Hà Lan chiếm 97% tổng giá trị xuất khẩu mực bạch tuột của Việt Nam. Bên cạnh các thị trường trên, bạch tuột của Việt Nam đồng loạt xuất sang các thị trường Thái Lan, châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Israel.